thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xá lệ thế pháp, phàm nhân ai bị, con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tận át tây át đề chê nát sê kha mê ê tu quá thà nàng ta xà phi à lúc hòa quê nát sá hát xà dê nát sê chạp tu. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tăng hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Sa thú Huynh Châu vừa đến với pháp hội, chúng tôi đã nhận được tình tài của Huynh rồi. Sa thú phước lành mà Huynh đã hỗ trợ, cùng cầu chúc cho Huynh được an vui tiến hóa trong sự tu tập ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào câu Phật ngôn số 20. Câu Phật ngôn số 20 là một cái câu cuối cùng để chúng ta kết thúc cái phần song đối. Và sau khi kết thúc xong hai câu Phật ngôn này thì vị sẽ nhìn lại trong 20 câu Phật ngôn đó, quý vị tâm đắc câu Phật ngôn nào, có thể đem câu Phật ngôn đó áp dụng cho cuộc sống chúng ta thường nhật ha. Quý vị có thể trình bày tại sao tôi thích câu này, tại sao cái câu này nó hợp gu với tôi quá ha, hoặc là cái câu Phật ngôn này tại sao thấy nó kỳ kỳ. Quý vị có thể nêu lên những thắc mắc và quý vị có thể trình bày. Đây là một cái điều để cho quý vị có nhớ học và hỏi sẽ nói về điều sau khi đông nhá. Sa thú Huynh Châu. Rồi chúng ta sẽ có thời gian để cho Huynh coi như cứ tự nhiên ha, bởi vì trong sự sinh hoạt này chúng ta có sự thông cảm, chúng ta có một cái vấn đề mà coi như cởi mở với nhau thì mới đem lại sự lợi ích. Còn nếu mà chúng ta chỉ chấp nhận vào đây ngồi nghe không á, thì sự tiến bộ của chúng ta rất là kém. Mà phải cầm được micro, phải lên nói, nói ít nói nhiều cũng quan trọng, nhưng mà phải nói người ta mới hiểu được chứ. Còn bây giờ quý vị vô đây cái ngồi im ru vậy, xin lỗi, chúng tôi nói bất mệt đi rồi cái cũng không có ý kiến hay còi gì cả. Cũng giống như nhiều khi lên giảng, lên thuyết pháp, thấy bà con ở dưới cứ gục đầu, trời ơi, tưởng là mình nói hay lắm, ai ngờ nhìn kỹ lại người ta ngủ gục, chán không? Thì trong cái đạo tràng của chúng ta không vậy, quý vị không nên ngồi yên mà phải năn nổ một chút, cố gắng cầm micro, cầm được nói ít nói nhiều cũng không quan trọng, nhưng mà có nói để rồi hiểu quý vị nói cái gì. Chứ còn quý vị không nói chúng tôi thua. Mong rằng quý vị cứ mạnh dạn ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học nha. Ấp bầm bi chê sa tăng pha sa ma nô, ấp bầm bi chê sa hi tăng pha sa ma nô, ấp bầm bi chê sa hi tăng pha sa ma nô. Câu số 2. Thầm ma sa hồ ti anu thầm ma cha ri, thầm ma sa hồ ti anu thầm ma cha ri, thầm ma sa hồ ti anu thầm ma cha ri. Đây bây giờ chúng ta ôn hai câu này ha. Ấp bầm bi chê sa hi tăng pha sa ma nô, thầm ma sa hồ ti anu thầm ma cha ri, ấp
bầm bi chề sa hi tầng phà sa mai nô thầm ma sa hồ tí anu thầm ma cha ri áp bầm bi chề sa hi tầng phà sa mai nô thầm ma sa hồ tí anu thầm ma cha ri. Bây giờ câu số 3, câu số 4. Ra gần chắc đồ sanh chắc bá hài giác mô hằng. Ra gần chắc đồ sanh chắc bá hài giác mô hằng. Ra gần chắc đồ sanh chắc bá hài giác mô hằng. Câu số 4. Sam mập bá chà nô su vi mốt ta chít tô. Sam mập bá chà nô suvimutta citto sammappajjano suvimutta citto. Ôn lại câu 3, câu 4. Ra gần chắc đồ sanh chắc bá hài giác mô hằng sammappajjano suvimutta citto. Ra gần chắc đồ sanh chắc bá hài giác mô hằng sammappajjano bát cha nô su vi mốt ta chít tôn ra gần cha đồ sanh cha bá hài giác mô hằng sầm mốc bát cha nô su vi mốt ta chít tôn. Rồi hai câu cuối. Anu bà đi già nô y thao hòa hữu đẳng hòa. Anu bà đi già nô y thao hòa hữu đẳng hòa. Anu bà đi già nô y thác hòa hữu đẳng hòa. Và câu cuối cùng. Sa phà gác hòa sa man nhát sa hồ tị. Sa phà gác hòa sa man nhát sa hồ tị. Sa phà gác hòa sa man nhát sa hồ tị. Rồi, bây giờ chúng ta ôn lại hai câu cuối ha. Anu bà đi già nô y thao hòa hữu đẳng hòa sa phà gác hòa sa man nhát sa hồ tị. Anu bà đi già nô y thao hòa hữu đẳng hòa sa sa phà gác hòa sa man nhát sa hồ tị. Anu bà đi già nô y thắng hòa hữu đẳng hòa sa phà gác hòa sa man nhát sa hồ tị. Rồi như vậy bây giờ chúng ta ôn lại lên xuống dưới ha. Trước tiên là giọng kinh. Ấp bầm bít chê sa hi tăng phà sa ma nô tham ma sa hồ tị anu ma cha ri ra gần chắc bác hại giám mô hằng sầm mắt bác trả nô su vi mô ta chỉ tổ anu bà đi già nô y thao quần ồ lộn anu bà đi già nô y thao hòa hữu đẳng hòa sa phà gác hòa sa man nhát sa hồ tị. Học lại. Ấp bầm bít chê sa hi tăng phà sa ma nô tham ma sa hồ tị anu tham ma cha ri ra gần chắc đồ sanh chắc bá hại gia mô hằng sầm mắt bá cha nô su vi mô ta chi tổ anu bà đi gia nô ý thắng hòa hữu đẳng hòa sa hòa gia hòa sa mạnh nhát sa hồ tị. À, đọc một hơi thì hơi mệt ha. Nào bây giờ chia ra mà đọc. Quý vị cố gắng đọc một lần hai câu ha. Ấp bầm bi chê sa hi tăng pha sa ma nô tham ma sa hồ ti anu tham ma cha ri. Tại vì cha ri quý vị nghĩ ha, hai câu mà cuối câu là trường âm thì sung sướng lắm. Rồi tiếp tục. Ra gần cha đồ sanh cha bá hài giám mô hằng sầm mốc bá cha nô su vi mô ta chi tôn. Trời ơi, tới dưới tôn này cũng sướng quá ha. Trường âm.
Anu bà đi già nội thao hòa hú rằng hòa xã phà nó hòa xà mạnh nhá xã hồ tí. Này mặc dù nó dài nhưng mà sung sướng. Sung sướng là chúng ta hai câu chúng ta được dừng bởi vì nó là trường âm ha. Ấp bầm vi chê sa hi tăng phà sa mà nô thầm má sa hồ thi anh nô thầm má già ri. Đó, quý vị thấy sướng chưa? Rà gần cha đồ san cha bà hài giá mô hằng sầm móc bà cha nô su mi mút ta chi tô. Trời ơi! Anu bà đi già nô ý thá hoa hú rằng hoa sa phà gá hoa sa hà mần nhá sa hồ tí. Mà như vậy thì dụng kinh là quý vị thấy thoải mái ha. Dụng kinh là chúng tôi thấy quý vị đọc mà là thấy sung sướng rồi. Trường âm cuối câu số 2. Nhưng mà rồi qua dụng kệ đọc sao đây để họ nè lấy giọng ra. Appam biche sahitam pha samano thamma sahoti anutham machari ragan cha dosan cha baha yamo hang sammak bachano suvimon tachinto anupadiya no itawa hurang wa sapagawa sa manya sauti apambiche saitam pha samano thamma sauti anutham majari ragan chadosan chabaha ya mô hằng sammabacchano anutham suy môn ta chinh tu anupada anupadiya nội thâu quả hu răng quả sa pha gau quả sa mạnh nhạc sa hô tì. Một lần nữa Appam biche saitam pha samano thamma sahoti anutham machari ragan cha dosan cha baha yamohang sammapachano suvimon tachinto anupadiya noi thawa hurangwa sa phagawa sa manya sa hô tì. Dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp từ bỏ tham sân si tỉnh giác tâm giải thoát không chấp thủ hai đời dự phần sa môn hạnh. Sa thủ sa thủ sik mita sik kim nhung ba bàn tay rất là đẹp. Xin mời quý vị. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin trả bài câu pháp cú 20 ngày hôm nay ạ. Appam biche sahi tang pha samano thammasahoti anuthammacari ra gần cha đô sân chấp ba hà gia mô hằng sầm mắt ba cha nô su quy mút tất chích tô anu bà di già nô ý tha hòa hô rằng hòa sa phà gà hòa xà mình nhát xa hồ tí. Con đọc lại lần nữa.
bầm bi chề xá hi tăng phà xá mà nô thầm mắt xá hồ tí á nu thầm mắt chà rì ra gần cha đồ sần cha ba hà gia mồ hằng xàm bắp ba chà nô su vi mút ta chích tồ á nu bà đi già nô ý tha hòa hú rằng hòa xá phà ga hòa xà mần nhát xá hồ tí. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ấp bầm là hai trường âm nhấn, bí đoạn âm, chê trường âm thông thường, xá hí hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo dấu nguyên âm, pha trường âm thông thường, xá đoạn âm, ma nô hai trường âm thông thường, thâm mát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, hô trường âm thông thường, tí đoạn âm, á nú hai đoạn âm, thâm trường âm nhấn, má đoạn âm, cha ri hai trường âm thông thường. Ấp bầm bí chề xá hi tằng phà xá mà nô thầm mắt xá hồ tí á nú thầm má cha ri. Còn phân tích câu 3 và câu 4. Ra trường âm thông thường, gân trường âm nhấn, chá đoạn âm, đô trường âm thông thường, sân trường âm nhấn, chá bá hai đoạn âm, trường âm thông thường, giá đoạn âm, mô trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xăm mắt hai trường âm nhấn, bá đoạn âm, cha nô hai trường âm thông thường, xú quý hai đoạn âm, mút trường âm nhấn, tá đoạn âm, chích trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Ra gần giá đồ sành giá bá hà giá mồ hằng sầm mắt bá trà nô xú quý mút tá chích tô. Và con phân tích câu 5 và câu 6. Á nú là hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, đí đoạn âm, gia nô hai trường âm thông thường, ý thá hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, hú đoạn âm, răng trường âm đọc theo dấu nguyên âm, qua trường âm thông thường, xá đoạn âm, pha trường âm thông thường, gá đoạn âm, qua xa hai trường âm thông thường, mình nhắc hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, hô trường âm thông thường và tí đoạn âm. Á nu bà đi già nô ý tha hòa hú rằng hòa xá phà gá hòa xà mình nhắc xá hồ tí. Dạ, con xin đọc lại hết bài ạ. Bầm bi chề xá hi tăng phà xá mà nô thầm mắt xá hồ tí á nu thầm mắt chà ri ra gần cha đồ sần cha ba hà gia mồ hằng sầm mắt ba chà nô su vi mút ta chích tô á nu bà đi già nô y tha hòa hô rằng hòa xá phà ga hòa xà mình nhắc xá hồ tí. Ấp bầm bi chề xá hi tăng phà xá mà nô thầm mắt xá hồ tí á nu thầm mắt chà ri ra gần cha đồ sành cha ba hà gia mồ hằng sầm mắt ba chà nô su quý mút ta chích tô a nu bà đi già nô y tha hòa hô rằng hòa sa pha ga hòa sa mình nhắc sa hồ ti. Dầu ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp tự bỏ tham sân si tỉnh giác tâm giải thoát không chấp thủ hai đời dự phần sa môn hạnh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Ấp bâm bi chê hi sa hi tăng
pha sa ma no tham mát sa ho ti anu tham ma cha ri ra gần cha sa đô san cha ba ya mô hằng sam mập bát cha nô su quy một ta chít tô anu ba di ya no y tha wa u răng wa sa pha ga wa sa mạn nhạc sa hồ tì. Dạ con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa ạ. Dạ con nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Trước khi mà con xin trả bài kinh Pháp Cú 20 đó, cô Mích Trà, tại sao tôi nghe cô đọc nhiều lần á, lần chỗ nào cái câu số 2 đó tới cái chữ hô tí, tí là đoạn âm, cô đọc luôn chữ a nú đi, vì sao cô? Hello, con xin sorry, không biết ai kêu vô con nữa. Con phải cúp nó đó. Không biết người cái đích nem lạ quá à, nó cứ vô vô interrupt. Để con coi nó lại gì, con sẽ lóc nó sao. Không biết nhưng mà giờ con trả bài. Cô Meta cái chỗ Hello. Alo, 123, 123, Sĩ Kim rớt mạng rồi. Mời Sĩ Kim Nhung và Sĩ Thường Vũ ha. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con kính chào các anh chị. Con xin đọc bài. Dạ, con kính tri ân sư. Áp bằm bi chề sa hi tằng phà sa mà nồ thầm ma sa hồ tia nút thầm ma trà rì rà gành cha đồ sành cha ba hà gia mồ hằng sầm mắp bác trà nồ su huy mút ta chít tổ anu bà đi già nồ y tha quả hú rằng quả sa phà ga quả xà mảnh nhát sa hồ tí. Áp bằm bi chề sa hi tằng phà sa mà nổ thầm ma sa hồ ti anu thầm ma trà rì ra gành cha đồ sành cha ba hà gia mồ hằng
sầm mắt ba trà nổ su huy mút ta chi tổ anu. Dạ con bị phân chỗ này bị sai rồi, dạ con xin đọc lại, con xin sám hối. Áp bằng bi chề sa hi tằng phà sa mà nổ thầm ma sa hồ ti anu thầm ma trà rì ra gành cha đồ sành cha ba hà gia mồ hằng sầm mắt ba trà nổ su huy mút ta chi tổ anu bà đi già nổ y tha quả hu rằng quả sa phà ga quả sầm mảnh nha sa hồ tí. Dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tĩnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hạnh, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Áp băm là hai trường âm nhấn, bí là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, xá hí là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, ma nô là hai trường âm thông thường. Tham mát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường, tí á nú là ba đoạn âm, thăm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, cha ri là hai trường âm thông thường. Áp bầm bi chề sa hi tằng phà sa mà nổ thầm ma sa hồ tiên nú thầm ma trà rì. Câu 3 và câu 4. Ra là trường âm thông thường, ganh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, xanh là trường âm nhấn, chá bá là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu 4. Xăm là trường âm nhấn, mát là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, cha nô là hai trường âm thông thường, xú quý là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, chít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Ra gành cha đồ sành cha ba hà gia mồm sầm mắt ba trà nổ su huy mút ta chít tổ. Câu 5 và câu 6. Á nú là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, gia nô là hai trường âm thông thường, ý thá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, qua, xa là hai trường âm thông thường, manh, nhát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Dạ, con xin đọc lại. Áp bầm bi chề sa hi tằng phà sa mà nổ thầm ma sa hồ ti a nu thầm ma trà rì ra gành cha đồ sành cha ba hà gia mồ hằng sầm mắp ba trà nổ su huy mu ta chi tổ a nu bà đi già nổ y tha quà hú rằng quà sa phà ga quà xà mảnh nha sa hồ ti. Dạ con xin kệ ạ. A bam bi che sa hi tăng pha sa ma no tham ma sa ho ti anu tham ma cha ri ra gánh cha đô sành cha ba ha ya mô hăng sam map ba cha no su vi mu ta chi to anu ba di ya no i tha wa hu rang wa sa pha wa sa mạnh nhã sa hô ti a bam bi che sa hi tăng pha sa ma no tham ma sa hô ti anu tham ma cha ri ra gánh cha đô sành cha ba ha ya mô hăng sam map ba cha nô su vi mu ta chi to anu ba di ya no i tha wa hu rang wa sa pha wa wa sa mạnh nha sa ho ti. Dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tĩnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hạnh, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong, con có sai kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Dạ con xin xuống mic. Dạ thân mời Thiện Vũ ạ.
Dạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cú pháp cú số 20. Appam piche sahitang pha samano tham mat saho ti anu tham machari. Ra ganh cha đồ sanh cha ba ha ya mô hăng sam mát ba cha no suy mút ta chít tô anu pa di ya no itha hua hu răng hua sa pha ga hua sa manh nhát sa hồ ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Áp tâm, hai trường âm nhấn, tí, đoạn âm, chê, trường âm thông thường, xá, hí, hai đoạn âm, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha, trường âm thông thường, xá, đoạn âm, ma, nô, trường âm thông thường, thăm, mát, hai trường âm nhấn, xá, đoạn âm, hô, trường âm thông thường, tí, đoạn âm, á, nú, đoạn âm, thăm, trường âm nhấn, má, đoạn âm, cha, ri, hai trường âm thông thường. Áp pam pi chê sa hi tăng pha sa ma no tham mát sa hồ ti anu tham ma cha ri. Con xin tích cô 3, cô 4. Sam mát, hai trường âm nhấn, tá, đoạn âm, cha, nô, hai trường âm thông thường. Xú, quý, hai đoạn âm, mút, trường âm nhấn, tá, đoạn âm, chít, trường âm nhấn, tô, trường âm thông thường, á, nú, hai đoạn âm, tha, trường âm thông thường, đí, đoạn âm, gia, nô, hai trường âm thông thường, ý, thá, hai đoạn âm, qua, trường âm thông thường, hú, đoạn âm, răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ồ, con xin lỗi, con xin đọc lại câu 3 cũng. Ra ganh cha đô xanh cha ta hà gia mô hằng sam mát ta cha nô su vi mút ta chít tô. Con xin phân tích câu 5, câu 6. Á nú, hai đoạn âm, tha, trường âm thông thường, đí, đoạn âm, gia, nô, hai trường âm thông thường, ý, thá, hai đoạn âm, qua, trường âm thông thường. Con cũng cứ bị cái số hú, đoạn âm, răng, răng, trường âm đọc theo nhận, qua, trường âm thông thường, xá, đoạn âm, pha. Dạ, con bị số nào cứ gọi con. Dạ, con xin mời vị kế tiếp để cứ có cái số. Hello sư, cái nickname á, Sam Phúc á, nó cứ quậy phá hoài, con lóc nó kêu con hoài, con kêu không được, cái nó đang nói á, thì giờ mình đang cầm mic thì nó kêu, cái nó làm sao nó biết cái số điện thoại của mình, nó kêu vô, nó phá, con nghĩ rằng Thiện Vũ cũng bị giống như con á, nó kêu vô, nó làm ồn á, không có đọc, không có nói được, con đã lúc nãy con ra, con lóc nó rồi, bây giờ chắc nó quậy tới Thiện Vũ đó, sư hay cô Nhật Quỳnh á. Coi cái nickname mà Sâm Ma Sâm Phúc 2 đó, block nó lại đi, để nó quậy dữ lắm. Nó mình đang đọc cái nó kêu vô nó phá, Thiện Vũ có phải vậy không Thiện Vũ? Tôi con tính nãy con lại đọc cái nó kêu vô nó ren ren tuôn thiên vô, rồi con cúp nó rồi nó kêu lại nữa, con phải lấy con phải đi ra rồi con block nó lại đó. À, vậy à, sư ha cô Nhật Quỳnh mà ai có cái comment đó, block lấy nó ra luôn đi. Dạ, à, con xin kính chào sư trí đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con xin trả bài kinh pháp cú số 20, quý vị nghe rõ hả?
Con xin trả bài kinh cú 20 ha. Dạ nghe rõ ha. Rồi được rồi. Không biết nữa, có thể là nó sợt vô á, nó sợt vô trên nào á thì nó cứ có số thì nó dùng computer nó quậy hết người này tới người kia để nó phá cái room của mình thôi. Thì mình ở trong đây cái trong đó thì mình lách ra, mình thấy cái đó, mình vô chỗ cái message đó mình lock nó lại. Nhưng mà mình không biết cái số để coi cái số nó là số nào, thì chỉ nhờ cái người mà chủ room nó có cái comment nó thì lọc nó ra, đem nó ra thôi. Nó có thể là nó random thôi, mình cũng không biết nữa. Dạ thôi bây giờ để trả bài đi, khi nào nó vô quý vị vô chỗ cái message đó, có chỗ mà user hay gì đó, lắp nó lại. Thôi để con trả bài đi, rắc rối quá. Nếu mà nó cứ phá vậy hoài đó thì phải cái người mà chủ room á, hai người có comment đó, lấy nó ra, như là gọi về cho ăn chè vậy đó. Dạ. Hay là con trả bài kinh Pháp Cú số 20 đi. Áp bầm bí chê sa hi tăng pha sa ma no tham ma sa hồ ti an đúc tham ma cha ri ra gần cha đồ sành cha ba hà gia mô hằng sầm mắt ba cha no su vi múc ta chích tô an đúc pha đi già no y tha hòa hu rầm hòa sa pha ga hòa sa mạnh nhát sa hồ ti. Đọc lại lần thứ hai. Áp bầm bi chê sa hi tăng pa sa ma no tham ma sa hồ ti an nuk tham ma cha ri ra gan cha đồ san cha ba ha ya mô hằng sam mắt pa cha no su vi múc ta chích tô anu pa di ya no y tha hòa hu ram hòa sa ba ga hòa sa mạnh nhát sa hồ ti. Con chia bài để phân tích làm con trai hia, nó chia hai là con phân tích câu 1, câu 2, câu 3, rồi sau đó con phân tích câu 4, câu 5, câu 6 cho nó nhanh á. Dạ xin phân tích câu 1, câu 2, câu 3. Áp tâm hai chữ âm nhấn, bí đoạn âm, chê chữ âm thông thường, xá hí hai đoạn âm, tăng chữ âm đọc theo giọng nguyên âm, pa chữ âm thông thường, xá đoạn âm, ma no hai chữ âm thông thường. Câu số 2, thầm mát hai chữ âm nhắn, xá đoạn âm, hố chữ âm thông thường, tí đoạn âm, á nú hai đoạn âm, thầm chữ âm nhắn, má đoạn âm, cha ri hai chữ âm thông thường. Câu số 3, ra chữ âm thông thường, gan chữ âm nhắn, chá đoạn âm, đồ chữ âm thông thường, xanh chữ âm nhắn, chá đoạn âm, bá đoạn âm, ha chữ âm thông thường, giá đoạn âm, mô chữ âm thông thường, hăng chữ âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, câu 3, rồi đọc câu 4, câu 5, câu 6 và phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Thiện Vũ hả? Vô ngay chỗ mà ngay cái chỗ mình gửi message á, rồi vô đó mình bấm cho message trong đó nó đề là mình lóc nó ra, bấm lóc nó, lóc cái số đó. Mình nói lóc cái chỗ số, cái tên nó tên là Samma Samput á, Samba Sam Samma Samput tu á. Yeah. Appam biche sahi tang pha samano thammasaho tianuk thammachari ra gan cha đồ san cha ba ha ya mo hằng sammappa cha no suvimukta citto anuppa diya no tha hòa hu ram hòa sa bà ga hòa sa mạnh nhá sa hồ. Phân tích câu 3, còn phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Sam mắp hai chữ âm nhắn, bá đoạn âm, cha nô hai chữ âm thông thường, xú quý hai đoạn âm, múc chữ âm nhắn, tá đoạn âm, chích chữ âm nhắn, tô chữ âm thông thường. Câu số 5, á nú hai đoạn âm, ba chữ âm thông thường, đí đoạn âm, cha gia nô hai chữ âm thông thường, ý thá hai đoạn âm, qua chữ âm thông thường, hú đoạn âm, răng chữ âm đọc theo giọng nguyên âm, qua chữ âm thông thường. Câu cúng cùi hay câu cuối cùng, xá đoạn âm, pha chữ âm thông thường, gá đoạn âm, qua chữ âm thông thường, xa chữ âm thông thường, mạnh nhát hai chữ âm nhắn, xá đoạn âm, hồ chữ âm thông thường, tí đoạn âm.
đọc lại câu 4, câu 5, câu 6, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ, rồi dịch tiếng Việt Nam. Ừ. Thiện Vũ làm được chưa? Làm nó đi, rồi từ từ kiếm cách lóc nó tự ngoài để coi không biết số của nó là số gì nữa. Trời ơi, đọc cháu bài, cứ chỉ vô hoài, sorry nha. Dạ xin đọc lại câu 4, câu 5, câu 6, rồi đọc lại nguyên, rồi ca kệ, rồi dịch tiếng Việt Nam. Sammapacha no suvimukta citto anuppadiya no ithawa huramwa sagawa samanyasahoti abbam biche sahitang pa samano dhammasahoti anuttamacari ragan chado san chabaha yamohang Sammapacchano suvimukta citto anuppadiyano ithawa hurangwa sabhagawa samanyassahoti Abbam vicce sahitang pasamano dhammasahoti anuttamacari Ragan chado sanchapaha chamohang Sammapacchano suvimukta chito Anupadiya noita vahurangwa Sabhagawa samanyak sahoti Abbam vicce sahitang pasamano Dhammasahoti anuttamacari Ragan chado sanchapaha chamohang Sammapacchano suvimukta citto Anuppadiyana no ithawa hurangwa Sabhagawa samanyassahoti Dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp, tùy pháp, từ bỏ, tham, sân si, tỉnh giác, tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, giữ phần sa môn hạnh, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, xin sửa nha. Quý vị thấy có tôi có sai điều gì, quý vị sửa nha. Thiện Vũ chắc đi ra rồi, đi ra đấy đó, nếu nó phá, nó cứ phá vậy hoài à, phải lóc nó từ trong của mình, nó để cho nó vô của mình, rồi mới tìm ra cái số nó, lội nó ra từ ngoài sau. Nếu mà mình có cái robot blocker thì mình lóc nó từ, từ nó không được kêu vô trong cái phone của mình nữa. Nhưng mà cái này để coi lại. Dạ xin mời quý vị kế tiếp nha. Dạ, con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ Sư Trí Đức. Kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc kinh Pháp Cú câu số 20. Dạ. Chị Tâm Hạnh ơi, post bài giùm em chị Tâm Hạnh. Phải cảm ơn chị Tâm Hạnh. Cảm ơn các bạn đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Appam piche sahi tang pha samano dhamma saho ti anu dhamma chari ra gan cha do san cha pa ha ya mo hang sam map pa cha no suvi mut ta chit to anu pa di ya no itha wa hu rang wa sa pha ga wa sa man nya saho ti Appam piche sahi tang pha samano dhamma saho ti anu dhamma chari ra gan cha do san cha pa ha ya mo hang sam map pa cha no su vi mut ta chit to anu pa di ya no i tha wa hu rang wa sa pa wa sa man ya sa ho ti. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ấp tâm ti chê say tăng pha sa ma no tham ma so ti anu tham ma cha ri. Ấp tâm là hai trường âm nhấn, tí là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, xá hí hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha trường âm thông thường, xá đoạn âm, ma no hai trường âm thông thường, thâm mas hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, hô trường âm thông thường,
tí đoạn tí á nú ba đoạn âm, thâm trường âm nhấn, má đoạn âm, cha ri hai trường âm thông thường, ấp tầm chú chề sa hi tàng phà sa mà nồ thầm mát sa hồ tí á nú thầm mát cha ri. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ra trường âm thông thường, ganh trường âm nhấn, chá đoạn âm, đô trường âm thông thường, xanh trường âm nhấn, chá tá hai đoạn âm, ha trường âm thông thường, giá đoạn âm, mô trường âm thông thường, hăng trường âm đặt theo giọng nguyên âm, xăm mắt hai trường âm nhấn, tá đoạn âm, cha nô hai trường âm thông thường, xú quý hai đoạn âm, mút trường âm nhấn, tá đoạn âm, chít trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Ra gần cha đồ sanh cha pa hà giá mồ hằng sầm mắt pa cha nô su vi mút ta chít tô. Con xin phân tích câu 5 và câu 6. Á nú hai đoạn âm, ta trường âm thông thường, đí đoạn âm, gia nô hai trường âm thông thường, ý thá hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, hú đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua trường âm thông thường, xá đoạn âm, pha trường âm thông thường, gá đoạn âm, qua xa hai trường âm thông thường, manh nhát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, hô trường âm thông thường, tí đoạn âm. Anupa đi già nô ý tha hòa hú rằng hòa sa phà gá hòa xà mành nhát sa hồ tí. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 20. Ấp tầm tí chề sa hi tăng phà sa mà nô thầm ma sa hồ tí anu thầm ma chà rì ra gần cha đồ sành cha pa hà giá mồ hàng sầm mắp pa chà nô su vi mút ta chít to anu pa di ya no itha wa hu rang wa sa pa ga wa sa man nya sa ho ti. Dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hạnh. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Appam ti che sahi tang pa samano thamma saho ti anu thamma chai rayan cha do san cha pahaya mohang samam pa cha no sui mutta citto anu padiya no itawa hurangwa sa pha ga wa sa na nya sa ho te a pam pi che sa hi tang pha sa ma no tham ma sa ho ti anu tham ma cha ri ra gan cha do sang cha pa ha ya mo hang sa ma pa cha no su vi mu ta chi ko Anupadiyano itawahu rangwa safagawa samanya sahoti. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong. Dạ có gì sai nhờ sư trí đức chỉnh sửa dùm con, nhờ đạo tràng chỉnh sửa dùm. Xin cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 20 ạ. Appam pi che sa hi tăng pha sa ma no thamma sa ho ti anu thamma cha ri ra gan cha do san cha pa ha cha mo hang samma pa cha no su vi mut ta chit to Anupadiyano ithagwa hurangwa saphagawa san samanyasa hoti apampiche sahitang safa samano thammasa hoti anu thammachari ragancha dosancha pahajamohang sammapachano suvimutta chitta.
tô anupadiyano itha wa hu rang wa safa ga wa sa manh ya sa hồ tí. Con xin phân tích câu 1 câu 2 ạ. Appam pi che sahi tang pha sa ma no tham mat sa ho ti anu tham machari. Appam là hai trường âm nhấn, pi là đoàn âm, che là trường âm thông thường, xá hí là hai đoàn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pha là trường âm thông thường, xá là đoàn âm, mano là hai trường âm thông thường. Thammas là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, hô là trường âm thông thường, tí á nú là ba đoạn âm, thăm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, chari là hai trường âm thông thường. Con xin đọc lại câu 1, câu 2 và phân tích câu 3, câu 4 luôn. Appam pi che sahi tang pha sa ma no thammas sa ho ti anu thammachari. Ragan cha do sanh cha pa ha ya mo hang sam ma pa cha no su vi mut ta chit to. Ra là trường âm thông thường, ganh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, đô là trường âm thông thường, sanh là trường âm nhấn, chá pá là hai đoạn âm, ha là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, mô là trường âm thông thường, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Sam mắt là hai trường âm nhấn, pá là đoạn âm, cha nô là hai trường âm thông thường, xú quý là hai đoạn âm, mút là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, chít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường ạ. Ra gành cha đồ sành cha pa hà cha mô hằng sam mắt pa cha nô vi sam mắt pa cha nô su vi mút ta chít tô. Con đọc phân tiếp câu 3, câu 4. Anupadiyano ithakwa hurangwa safagakwa samanyasauti. Đoạn âm pa là trường âm thông thường, đi đi là trường đoạn âm, yano là hai trường âm thông thường, ý thá là hai đoạn âm, qua là trường âm thông thường, hú là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, pha là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, qua xa là hai trường âm thông thường, manh yas là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, hô tí, hô là trường âm thông thường, tí là đoạn âm ạ. Con xin đọc lại cả bài. Appam pi che sahi tang pha sa ma no thamma sa ho ti anu thamma cha ri ra gan cha do san cha pa ha cha mo hang sam ma pa cha no su vi mut ta chit to anu pa di cha no itha wa hu rang wa sa pha ga wa sa manh nya sa ho ti Appam pi che sahi tang pha sa ma no thamma sa ho ti anu thamma cha ri ra gan cha do san cha pa ha ya mo hang sam ma pa cha no su vi ta chit to anu pa di ya no itha wa hu rang wa sa pha ga wa sa manh nya sa ho ti. Dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hạnh. Đó là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin kể ạ. Appam pi che sahi tang samano. Con xin sám hối. Appam pi che sahi tang pha sa ma no thamma sa ho ti anu thamma cha re ra gan cha do san cha pa ha cha mo hang samma pa cha no su vi mut ta chit to anu pa di ya no itha wa hu rang wa sa pha ga wa sa manh nya sa ho ti. Dạ, con đã đọc xong, con xin xuống mic, con có sai con xin quý sư và quý đạo hữu sửa cho con. Con kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin xuống mic. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức.
Con xin kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô chú nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 20. Appam piche sahitang pha samano thammat sahoti anuthammachari. Ra ganh cha đô sanh cha ba ha ya mô hăng sam mát ba cha no su vi mút ta chít tô. Anu pa di ya no y tha hua hu răng hua sa pha ga hua sa manh nhát sa hồ ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Áp băm, hai trường âm nhấn, tí, đoạn âm, chê, trường âm thông thường. Xá, hí, hai đoạn âm, tăng, trường âm đọc giọng nguyên âm. Pha, trường âm thông thường, xá, đoạn âm, ma, nô, hai trường âm thông thường. Thăm, mát, hai trường âm nhấn, xá, đoạn âm, hô, trường âm thông thường. Tí, á, nú, ba đoạn âm. Thăm, trường âm nhấn, má, đoạn âm, cha, ri, hai trường âm thông thường. Áp bầm pi chê sa hi tăng pha sa ma no tham mát sa hồ ti anu tham ma cha ri. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Ra, trường âm thông thường. Gân, trường âm nhấn. Chá, đoạn âm. Đô, trường âm thông thường. Xanh, trường âm nhấn. Chá, bá, hai đoạn âm. Ha, trường âm thông thường. Giá, đoạn âm. Mô, trường âm thông thường. Hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xăm, mát, hai trường âm nhấn. Thá, đoạn âm. Cha, nô, hai trường âm thông thường. Xú, quý, hai đoạn âm. Mút, trường âm nhấn. Tá, đoạn âm. Chít, trường âm nhấn. Tô, trường âm thông thường. Ra ganh cha đô sanh cha ba ha ya mô hăng sam mát ta cha no su vi mút ta chít tô anu pa đi ya. Con xin lỗi, con xin phân tích câu 5, câu 6. Á, nú, hai đoạn âm. Pa, trường âm thông thường. Đí, đoạn âm. Ya, nô, hai trường âm thông thường. Ý, thá, hai đoạn âm. Qua, trường âm thông thường. Hú, đoạn âm. Răng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Qua, trường âm thông thường. Xá, đoạn âm. Pha, trường âm thông thường. Gá, đoạn âm. Qua, xa, hai trường âm thông thường. Manh, nhát, hai trường âm nhấn. Xá, đoạn âm. Hô, trường âm thông thường. Tí, đoạn âm. Con xin đọc lại câu 5, câu. Anu pa di ya no i tha wa hu rang wa sa pha ga wa sa manh nhát sa hồ ti. Xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 20. Áp pam pi che sa hi tăng pha sa ma no tham mát sa hồ ti anu tham ma cha ri. Ra ganh cha đô sanh cha pa ha ya mô hăng sam mát ba cha no su vi mút ta chít tô anu pa di ya no i tha qua hu răng ma sa pha ga qua sa manh nhát sa hồ ti. Appam pi che sa hi tăng pha sa ma no tham ma sa hồ ti anu tham ma cha ri. Ra ganh cha đô sanh cha ba ha ya mô hăng sam ma pa cha no su vi mút ta chít tô anu pa di ya no i tha wa hu rang wa sa pha ga wa sa manh nhát sa hồ tì. Dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác, tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hạnh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp.
Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con đảnh lễ sư Tự Đức, con kính lễ cô Tu Nữ Tự Dân. Dạ, con kính chào đạo tràng, con cảm ơn đạo tràng. Con dạ con biết được đọc câu pháp cú số 20. Ấp tăng ít chê sa hi tăng pha sa ma nô tham tham ma sa hô tí a nu tham ma cha ri ra gan cha đô san cha ba cha ba ha ya mô hằng samma samma ba cha no su vi mut ta chi to a nu ba di ya no i tha và hư rằng và sa pha ga va sa sa man nya sa ho ti ap pam bi che sa hi tang pha sa na no tham ma sa ho ti anu tham ma cha ri ra gan cha đồ san cha ba ha ya mô tăng ya mô hằng sam ma ba cha no su vi suy mút ta chi tô anu ba đi già nô ý tháo và hú rằng và sa phà gia và sa man nhát sa hồ tí khoan xin phân tích áp là trường âm nhấn bam là trường âm đọc theo giọng nguyên âm bí là đoạn âm chê là trường âm thông thường xá hí là hai đoạn âm tăng là trường tăng là trường âm nhấn pha là trường âm thông thường xá là đoạn âm pha là trường âm thông ma ô là hai trường âm thông thường tham là trường âm nhấn má mát là trường âm nhấn xá đoạn âm hô trường âm thông thường tí á nú ba đoạn âm thăm là trường âm nhấn má đoạn âm cha ri là hai trường âm thông thường ra gan là hai trường âm ra là trường âm thông thường gan là trường âm nhấn chá đoạn âm đô trường âm thông thường san là trường âm nhấn giá bá hai đoạn âm ha trường âm thông thường giá đoạn âm mô trường âm thông thường hăng trường âm đọc theo giọng ngân âm sam là trường âm nhấn ma map là sam map sam map sam map là sao có ngày con không rõ sam là trường âm nhấn ma là trường âm cái này con không biết mà ma là trường âm thông thường ba đoạn âm cha là trường âm cha nô là hai trường âm thông thường số quý là hai đoạn âm mút là trường âm nhấn tá là trường là đoạn âm chít là trường âm nhấn ô là trường âm thông thường á nú hai đoạn âm ba trường âm thông thường đí là đoạn âm gia nô là hai trường âm thông thường ý thá là hai đoạn âm và trường âm thông thường hú đoạn âm răng trường âm đọc theo giọng ngân âm ra là trường âm thông thường xá đoạn âm pha trường âm thông thường ga nên là đoạn âm ba xa là hai trường âm thông thường man là trường âm nhấn man nhát là hai trường âm nhấn xá đoạn âm hồ trường âm thông thường tí đoạn âm
con xin kể. Giờ con xin đọc lại. Áp bành ít chề sa hi tăng và sa ma nô tham a sa hồ tí an nú tham ma cha ri ra gan cha đồ san chấp bá hà giá mô hằng sa ma tha cha nô su vi mút ta chi tô an nú ba đi già nô ý tha và hú rằng và sa pha giá ba sa man nhát sa hồ tí. Con xin kể. Áp tâm bi chê sa sa hi tăng phá sa ma nô tham ba sa hồ tí anu tham ma cha ri ra văn cha đô sáng cha ha cha ba ha ya mô hành samma bacchano su vimutta citto anubadiyano itha bahurangva savayava samya sahohi appambicce sahitang kha samano dhamma sahoti anuthamma chari rayam chado sanchataha ya mohang samma bacchano suvi mutta ta citto anutham anubadi bacchano itha bahurang va sapayam basa manya sahoti. Giàu nói ít kinh điển nhân hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, giữ phần xa môn hạnh. Và đây là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Nãy giờ con đọc chắc bị sai, con tích chắc bị sai rồi. Dạ con sai, con có sai, xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Dạ con xin nhân biết lại và đạo tràng. Alo, xin lỗi huynh An Trần, huynh Giang Nhật Hà, Sitina ha. Quý vị nghe rõ ha. Sư Trần Phụng. Mấy gà nó quậy quá cho nên bị phân tâm ha. Lần sau khi mà lên đọc lấy băng keo dán miệng mấy gà lại thì nó ổn hơn. Nghe mấy gà nó gáy to quá rồi bị phân tâm. Câu số 1 và câu số 4, hai câu này trong cái sự phân tích đó, thì bị nhầm lẫn. Ấp bâm bí, khi chúng ta nghe cái giọng đọc ấp bâm bí thì chữ bâm á, nó là trường âm nhấn. Còn khi nào mình nó rời ra ấp bâm bí, nó rời ra thì đó là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. Nhưng mà ở đây từ này ấp bâm bí thì chữ bâm này là trường âm nhấn ha, đó là trường âm nhấn. Rồi chữ sa hi tăng, tăng khi mà chữ tăng này á, nó là một trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha, thì xích lại nhầm lẫn cho chữ tăng này là trường âm nhấn, mà chữ bâm ở trước là thật sự nó là trường âm nhấn, mà chữ tăng ở sau là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Còn câu số 4, sam mấp bát cha nô thì chữ sam đó là trường âm nhấn rõ ràng, chữ mấp ở đây nó là trường âm nhấn chứ không phải là trường âm thông thường. Khi mà chúng ta thấy có dấu huyền ở trên mà không có chữ B ở phía sau thì Samma Bacchano. Còn ở đây Samma Bacchano, hai chữ B nó đi liền với nhau. Thì đó, chúng ta thấy rằng giữa trường âm thông thường và trường âm nhấn thì trường âm nhấn nó quan trọng hơn. Thì chúng ta phải đọc là Samma Bacchano. Thì chữ móc ở đây nó là trường âm nhấn chứ không phải là trường âm thông thường ha.
một bài tương đối khó, nhưng mà sư Trần Phụng coi như theo dõi rồi bị phân tâm bởi những con gà, vậy mà cũng cố gắng như vậy là thành công. Xà thủ sư Trần Phụng. Rồi mời huynh Giang Nhật Hà, sư Tina, huynh An Trần nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Đại Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ thệ duyên, và con xin chào quý đạo hữu. Con xin đọc kệ ngôn pháp cú số 20. Cảm ơn huynh Giang Nhật Hạ. Appam piche sahitang ba sammano dhammassa hoti anuttamacari. Ragan cha do sanchapaha yamo hang sammappacano suvimuttacitto anuppadiyano itava hurangva sa ba gava samanyat sa hồ ti áp phẩm phi chế sa hi tăng bà sa ma no tham mắt sa hồ ti anu tham mắt cha ri ra gần cha đồ sanh cha pha hà gia mộ hàng sa mắt pha cha no si út si mut ta chít đồ anu pha di ya no y thác và hu rằng và sa bà gia và sa man nhất sa hồ ti. Dạ, con xin phân tích câu 1, câu 2, câu 3. Appam phi chê sa hi tăng bà sa ma no tham mát sa hộ ti anu tham mát cha ri ra gần cha đồ sanh cha pa hà giác mộ hằng. Appam là hai trường âm nhấn, đoạn âm chê trường âm thông thường, sa hi hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ba trường âm thường, xá đoạn âm, ma nô hai trường âm thông thường, tham mát hai trường âm ngắn, xá đoạn âm, hô trường âm thông thường, tí đoạn âm, á nú hai đoạn âm, thâm trường âm ngắn, má đoạn âm, cha ri hai trường âm thông thường, ra trường âm thông thường, gan trường âm ngắn, chá đoạn âm, đô trường âm thông thường, sanh trường âm ngắn, chá đoạn âm, phá đoạn âm, ha trường âm ngắn, gia trường âm thông thường, gia giá trường âm ngắn, mô trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại và phân tích câu 4, 5, 6. Appam phi chê sa hi tăng bà sa ma no tham mát sa hồ ti anu tham mát cha ri ra gần cha đồ sanh cha pa ya ra gần cha đồ sanh cha pa ha ya mô hằng sa mát pa cha no si mút ta chít to anuppa di ya no itha va hu rang va sa ba ga va sa man yas sa ho ti sa map pa cha no si mut ta chit to anuppa di ya no itha va hu rang va sa ba ga va sa man yas sa ho ti. Sam là trường âm nhấn, Samap là hai trường âm nhấn, phá đoạn âm, chano hai trường âm thông thường, chú ví hai đoạn âm, mút trường âm nhấn, tá
đoạn âm, chít trường âm nhấn, tô trường âm thông thường, á nú hai đoạn âm, pha trường âm thông thường, đí đoạn âm, gia nô hai trường âm thông thường, ý thác hai đoạn âm, va trường âm thông thường, hú đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, va trường âm thông thường, xá đoạn âm, ba trường âm thông thường, gá đoạn âm, va xa hai trường âm thông thường, manh nhát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, hô trường âm thông thường, tí đoạn âm. Con xin đọc lại. Áp phẩm phi chế sa hi tạng bà sa ma nô tham mát sa hồ tí át nút tham mát chà ri ra gần chá đồ sanh chá phá hà giá mô hàng sa mát phá chà nô sư vít mút tá chí tô át nút phá đi dạ nô ý thác và hút rằng và sát bà gấp và sa manh nhát sa hồ tí áp hầm phi chế sa hi tăng bà sát mà nô thầm mát sa hồ tí át nút thầm mát chà ri ra gần chát đồ sanh chát phá hà giáp mô hàng sa mát phá chà nô si quýt mút tá chí tô át nút phá đi dạ nô ý thác và hút rằng và sát bà gấp và sa manh nhát sa hồ tí. Dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh tác tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần xa môn hạnh. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Dạ con kính tri ân sư Trí Đức và dạ, kính cảm ơn thọ càng. Con xin mời đạo hữu tiếp theo gian nhạc hạ. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 20 ngày hôm nay ạ. Áp pầm bi chê sa hi tăng phà sa mà nô tham mát sa hồ thi a nút tham mát chà ri ra gần cha đồ sanh cha ba hà gia mô hằng sam mắp pa chà nô su vi mút ta chít tô anu bà đi già nô ít tha hòa hu rằng hòa sa phà ga hòa sa man nhát sa hồ tí áp pầm bi chế sa hi tăng phà sa ma nô tham mát sa hồ tí anu tham mát chà ri ra gần cha đồ san cha ba hà gia mô hằng sam mắp pa chà nô su vi mút ta chít tô anu bà đi già nô ý tha hòa hu rằng hòa sa phà ga hòa sa man nhát sa hồ tí. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Áp pâm hai trường âm nhấn, bí đoạn âm, chê trường âm thông thường, xá hí hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ha trường âm thông thường, xá đoạn âm, ma nô hai trường âm thông thường, thâm mas hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, hô trường âm thông thường, tí á nú ba đoạn âm, thâm trường âm nhấn, má đoạn âm, cha ri hai trường âm thông thường. Áp bầm bi chê sa hi tăng phà sa mà nô thầm mát sa hồ tí á nút thầm mát chà ri. Và câu số 3 và câu số 4. Ra gần cha đồ sanh cha ba hà gia mồ hằng sầm mắp ba chà nô su vi mút ta chít tô. Ra trường âm thông thường, ganh trường âm nhấn, chá đoạn âm, đô trường âm thông thường, sanh trường âm nhấn, chá bá hai đoạn âm, ha trường âm thông thường, chá đoạn âm, mô trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sâm mắp hai trường âm nhấn, bá đoạn âm, cha nô hai trường âm thông thường, xú quý hai đoạn âm, mút trường âm nhấn, tá đoạn âm, chít trường âm nhấn, tô trường âm thông thường,
ra gần cha đồ sành cha ba hà gia mồ hằng sầm mắp bá trà nô suy mút ta chít tô. Và câu số 5 và câu số 6. Anu bà đi già nô y tha hòa hú răng hòa sa phà và sa á nú là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, đi đoạn âm, gia nô hai trường âm thông thường, ý thá là hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, hú là đoạn âm, răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua trường âm thông thường, xá đoạn âm, pha trường âm thông thường, cá đoạn âm, qua xa hai trường âm thông thường, manh nhát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, hô trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Anu bà đi già nô y tha hòa hú răng hòa sa phà gá hòa sa manh nhát sa hồ tí. Và con xin đọc lại ạ. Áp bầm bí chê sa hí tăng phà sa mà nô thầm mát sa hồ tí anu thầm mát chà ri ra gần cha đồ sành cha ba hà gia mồ hằng sầm mắp bát trà nô su vi mút ta chít tô anu bà đi già nô ít tha hòa hú răng hòa sa phà gá hòa sa manh nhát sa hồ tí. Dầu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ sân si tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời dự phần sa môn hạnh, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Appambiche sahitang phasamano thamma sahoti anuthammachari ragan chadosan chabaha yamohang sammambachano suvimuttacitto anu padiya noi thawa hurangwa safagawa sa manya sahoti appambiche sahitang fasamano thamma sahoti anu thammacari ragan chadosan chabahaya mohang sammapacchano suvimuttacitto anuppadiya noithawa hurangwa safagawasa manyasahoti. Dạ con đã đọc xong, có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con xin mời Sistina. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư đại đức và con kính đảnh lễ với cô tư nữ và cô tư nữ đại chiên. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 20. Appan piche sahi tang pha sa ma no tham ma sa ho ti anut tham ma cha ri ra gan cha do san cha pa a ya mu hang sam ma pa cha no su vi mun ta chi to anu pa di ya no i tha wa hu rang wa sa pha ga wa sa man nhat sa ho ti appan piche sahi tang pha sa ma no tham ma sa ho ti anu tham ma cha ri ra gan cha do san cha pa ha ya mu hang sam ma pa pa cha no su vi mun ta chi to Anupadi yano itha wa hu rang wa sa pha ga wa sa man nhát sa hồ tí. Con phân tích câu 1 và 2. Appan pi che sa hi tăng pha sa ma no tham ma sa hồ tí anu tham ma cha ri. Appan hai trường âm nhấn, pi đoạn âm, che trường âm thông thường, sa hi hai đoạn âm, tăng trường âm nhấn, pha trường âm thông thường, xá đoạn âm, ma nô hai trường âm thông thường, thăm mát hai trường âm nhấn, xá
hô xá âm đoạn âm hô trường âm thông thường tí đoạn âm á nướng hai đoạn âm thâm trường âm nhấn má đoạn âm cha ri hai trường âm thông thường áp bàn pi chê sa hi tăng pha sa ma nô tham ma sa hô tí á nướng tham ma cha ri câu 3 và 4 ra gần cha đồ san cha pha hà ya mô hằng sam mắt pa cha nô su huy mút ta chi tô ra trường âm thông thường ganh trường âm nhấn chá đoạn âm đô trường âm thông thường sanh trường âm nhấn chá phá đoạn âm ha trường âm thông thường giá đoạn âm mô trường âm thông thường hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm sâm mắt hai trường âm nhấn phá đoạn âm cha trường âm thông thường nô trường âm thông thường xứ quý hai đoạn âm mút trường âm nhấn tá đoạn âm chiếc trường âm nhấn tô trường âm thông thường ra gần cha đồ sanh cha phá hạ giác mô hằng sầm mắt cha nô su viết mức tách chi tô câu 5 và 6 a nút và tí già nô ít thác hòa hút răng hòa và gác hòa xà mạnh nhát xa hồ tí á nút hai đoạn âm pha trường âm thông thường tí đoạn âm gia trường gia nô hai trường âm thông thường ý thá hai đoạn âm qua trường âm thông thường hú đoạn âm răng trường âm đọc theo giọng nguyên âm qua trường âm thông thường xá đoạn âm pha trường âm thông thường gá đoạn âm qua xa hai trường âm thông thường manh nhát hai trường âm nhấn xá đoạn âm hô trường âm thông thường tí đoạn âm Anupa tít ya no ít thắt hoa hút răng hoa sa phà gác hoa sa mạnh nhát sa hồ tít áp bằng tít chê sa hi tăng và sa ma no thầm ma sa hồ tít anup thầm ma cha ri ra gần cha đồ sanh cha phá hà ya mô hằng sầm mắt pa cha no su vi mút ta chi tô Anupa ya no itha wa hu rang wa sa pha ga wa sa man nya sa ho ti. Dạ con xin phép được kể. Ap ban bi che sa hi tham pha sa man no tham ma sa ho ti anu tham ma cha ni ra gan cha du san cha pha cha ya mo hang Sammapajano suwe nuntan chito Anupadiyano itha wahurangwa Sapagawa samanyan sahote Ampapiche saitan pasamano Thamman sahote anu tham ma cha ri ra gan cha do san cha pa ya mo hang sam mam pa cha no su vi mun tan chi tu anu pa di ya no i tha wa hu rang wa sa pa ga wa sa man nhan sa hu ti. Dạ thưa con kính tri ân quý sư với cô tu nữ và đạo tràng, con kính mời cô tu nữ tại duyên. Dạ sư thú cảm ơn sư Tina. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính chư tôn, kính lễ Thi Đức, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và đạo. Bây giờ em xin phân tích câu Pháp Cú Kinh số 20 và cảm ơn Nhật Quỳnh. Áp âm hai trường âm nhấn, bí đoạn âm, chê trường âm thông thường, xá hí hai đoạn âm, tăng trường âm nguyên âm, pha trường âm thông thường, xá đoạn âm ma nô hai trường âm thông thường
đoạn hai trường âm nhấn mắt âm sát đoạn âm hô trường âm thông thường tí a ba đoạn âm thăm trường âm nhấn mắt đoạn âm cha ri hai trường âm thông thường áp bầm đề hi tạ áp bầm biết gì sa hi tăng phà sa mà nô tham má sa hồ ti anu tham má cha ri ra trường chá đoạn âm đô trường âm thông thường xanh trường âm nhấn chá bá hai đoạn âm ha trường âm thông thường giá trường âm thông thường hăng trường âm giọng nguyên âm đoạn bốn xăm mắt hai trường âm nhấn bá đoạn âm cha nô hai trường âm thông thường quý hai đoạn âm mút trường âm nhấn tá đoạn âm chít trường âm nhấn tô trường âm thông thường ra gành chất đồ chắc ba hà giang mồ hằng sàng mát ba trà nô su binh bút tắc chít đồ đoạn năm á nú hai đoạn âm ba trường âm thông thường đí đoạn âm gia nô hai trường âm thường ý thá hai đoạn âm qua trường âm thông thường hú đoạn âm răng trường âm giọng nguyên âm qua trường âm thông thường xá đoạn âm pha trường âm thông thường gá đoạn âm qua xa hai trường âm thông thường manh trường âm nhấn nắp trường âm nhấn xá đoạn âm hô trường âm thông thường tí đoạn âm ra gành chất bà giám mồ hăng sam mắt ba nô suy mút anh lúc bà đi già nô y thâu quà sa pha ca sa nhát sa hồ ti nhất bây giờ thì em xin kệ a bâm bi chê và sa nô tham ma sa ho ti anu tham ma cha ri ra gan cha do sang cha pa ha ya sam ma ba cha no vi su vi mu ta chi to anu badiya noi tha wa hu rang wa sa pha ga wa manya sa hu ti apam bi che sa hi tang pha sa Thamma sa tham áp sa hô ti anu tham ma cha ra cha đô san cha ba ha ya mô hăng sam áp ba cha no su ve mô ta chi tô Áo bát y ya nội tha hoa hú răng Hoa sa pha ga hoa sa mạnh nhát sa hô tì. Giọng nói ít kinh điển
nhưng pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, chấp thủ hai đời, giữ phần sa môn hạnh. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Ngài và thấy tín hiệu của chiếc lá mùa xuân nữa. Dạ, con xin chú Mít. Alo, 123, 123, xin lỗi, xin chiếc lá mùa xuân, xin hà ha. À, cho em mời vị đã lên tham gia sinh hoạt trong câu Phật ngôn 20. Đây là một câu Phật ngôn khó, nhưng mà quý vị đã thể hiện rất tốt. À, thời gian không cho phép ha, xin lỗi, xin chiếc lá mùa xuân, xin hà nha. Bây giờ còn phần từ bẩn nè, rồi duyên sự nè, những cái phần này hơi dài, cho nên quý vị thông cảm. Nếu quý vị vô sớm sớm một chút, đưa tay lẹ lẹ lên. Và ở đây thì chúng tôi chú trọng về trường âm, đoạn âm. Còn giọng kệ thì có cũng được, không có cũng được. Quan trọng là chúng ta đọc sao cho nó đúng. Thì quý vị có thể tham gia trên cái phần mà trường âm, đoạn âm. Còn cái kệ thì có cũng được, không có cũng được. À, nó mất thời gian ha. Rồi, bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Khi mà chúng ta đọc đúng và sai thì cũng phải hiểu ý nghĩa của nó. Appam vicce sahi tang pha samano. Câu đầu tiên có 4 từ. Appam vi do hai từ cộng lại là appam cộng với api. Appam có nghĩa là ít ỏi. Còn api là ngay cả, dù hay là ngay cả. Thì ở đây appam vi dù ít ỏi. Rồi sahitang chúng ta đã học rồi, nó liên quan tới sanghita. Sahitang có nghĩa là văn chương, kinh điển. Và samano là đang nói hay là đang thuyết giảng. Đây là những cái từ mà trong cái bài 19 đã có sẵn ha. Đến nhanh rút lẹ, thời gian của chúng ta không còn nhiều, quý vị thông cảm ha. Rồi câu số 2. Thầm mát xa hồ tí anu thầm mát chà rì. Thầm mát xa hồ tí anu thầm mát chà rì. Câu số 2 có 3 từ. Thầm mát xa. Thầm mát xa có ý nghĩa gì? Chữ thầm mát xa do chữ thầm mát ha. Thầm ma là một danh từ nam tính, Akaranta Pumlinga. Và thầm ma ở đây được chia theo sở hữu cách số ít, chát thí, vị phát thí e cao quá chẳng hạ. Cho nên thầm ma biến thành thầm mát xa. Thầm mát xa là của pháp. Hô tí là thì. Đây là một động từ. Thì là giống như động từ to be. Rồi anuthammacari. Anuthammacari ở đây chúng ta thấy có ba từ, anuthammacari. Thì đây là một cái nhóm từ có ý nghĩa. Anuthamma là sự tùy thuận theo pháp ha, sự tùy thuận theo pháp. Mà chari là người có đời sống, người có sự thực hành. Vậy thì anuthammacari, vị có đời sống tùy thuận theo pháp. Vị có đời sống tùy thuận theo pháp. Rồi câu số 3. Ra gần cha đồ sanh cha pa hài giấc mồ hằng. Ra gần cha đồ sanh cha pa hài giấc mồ hằng.
chữ ra gân chá do cái từ ra gân cộng với chá, mà ra gân là do cái từ ra gá. Ra gá là một danh từ nam tính, akran tap phung rình gá, và ra gá được chia theo đối các số ít đối tỷ giao vì phát tiết câu với thành á, cho nên ra gá biến thành ra gân. Ra gân là ái dục. Chữ chá ở phía sau có nghĩa là và ha. Rồi đô xanh chá tức là do chữ đô xăng cộng với chá. Đô xăng do cái từ đô xá, đô xá là một danh từ nam tính, akrantapumlinga, và đô xá ở đây được chia theo đối các số ít đối tỷ giao vì phát tỷ e câu với chẳng á, cho nên đô xá biến thành đô xăng. Đô xăng là sân hận. Rồi chữ chá ở phía sau có nghĩa là và. Rồi cái từ Bahaya, Bahaya chúng ta thấy tiếp đầu ngữ ba ở phía trước chỉ cho cái sự nhấn mạnh của chữ căn ngữ ha. Căn ngữ ha có nghĩa là từ bỏ. Bahaya là sau khi từ bỏ, sau khi từ bỏ. Rồi tiếp tục là chữ mô hăng. Mô hăng, mô hăng do cái từ mô há, nó là một danh từ nam tính, akrantapumlinga, và mô há được chia theo đối các số ít đối tỷ giao quy phát tiê quá trình há chế biến thành mô hăng. Mô hăng là si mê, si mê. Vậy thì ra gần cha đồ sanh cha bá hà gia mồ hằng, sau khi từ bỏ ái dục sân hận và si mê, đó là câu số 3. Nhật Quỳnh bó tay rồi ha, làm không kịp ha. Câu số 3. Ra gần cha đồ sanh cha bá hà gia mồ hằng, sau khi từ bỏ ái dục sân hận và si mê. Ái dục còn thiếu chữ sân hận nữa ha, chữ đô sân ha. Rồi câu số 4. Sammapacchano suvimuttacitto. Câu số 4. Sammapacchano ở đây chúng ta thấy có hai từ, chữ samma cộng với Bacchano. Samma đây là một trạng từ có nghĩa là chân chánh, đúng đắn, hợp lý, chữ Samma ha. Rồi Bacchano, Bacchano do cái từ Bacchana, Bacchana là sự nhận thức, sự hiểu biết. Sammapacchano khi mà hai từ này đi liền với nhau thì phải thêm một chữ B nữa, cho nên chúng ta đọc theo trường âm nhấn ha, chứ không có đọc theo trường âm thông thường. Sammapacchano, Sammapacchano là sự nhận thức đúng đắn, sự nhận thức đúng đắn. Suvimuttacitto, suvimuttacitto tiếp đầu ngữ su ở phía trước có nghĩa là khéo léo, tốt đẹp. Rồi vimuttacitto, vimutta, vimutta đây là một cái quá khứ phân từ đã được viễn ly, đã được giải thoát do từ vimutta. Căn ngữ của nó là căn ngữ mút. Đã được viễn ly, đã được giải thoát. Nhưng mà cái gì đã được viễn ly, đã được giải thoát? Đó là citta. Citta nó là một danh từ trung tính, akrantanapum sakalinga. Citta là cái tâm. Vậy thì suvimuttacitto có cái tâm khéo được giải thoát.
có cái tâm khéo được giải thoát. Suvimuttacitto, có cái tâm khéo được giải thoát. Bạch Thanh ơi, câu số 5, Anupadiyano Ithawa Hurangwa. Câu số 5, Anupadiyano. Chúng ta thấy tiếp đồ ngữ anh ở phía trước có nghĩa là không. Rồi Upadiyati đây là một động từ có nghĩa là bám víu, dính mắc, chấp thủ. Upadiyati dính mắc, bám víu, chấp thủ. Nhưng mà có chữ anh ở phía trước có nghĩa là không có chấp thủ, không có dính mắc. Không có chấp thủ, không có dính mắc. Ithawa Ithawa có nghĩa là đời này, mà Hurangwa là đời sau. Không có dính mắc đời này và đời sau. Ithawa đời này, Hurangwa là đời sau. Rồi, câu cuối cùng. Câu cuối cùng. Sapphagawa Samanyasahuti. Sapphagawa Samanyasahuti. Chữ sa do đại từ nam tính ta. Và đại từ này được đứng làm chủ từ số ít. Và tham an nghe câu quan chánh áo quỷ pha tí, cho nên ta biến thành xa. Xa là người ấy. Pha gác hòa, chữ pha gác hòa. Pha gác hòa là chúng ta đã học ở trong cái câu số 19, có nghĩa là Phagawa là hưởng phần hay là thừa hưởng. Phagawa là hưởng phần hay là thừa hưởng. Rồi Samanyasa. Samanyasa do cái từ Samanya, nó là một danh từ nữ tính ha. Akaranta Isilinga. Nhưng mà Samanya này được chia theo sở hữu cách số ít. Chát thí quỷ phá tí ạ cơ quá trình á. Cho nên Samanya biến thành Samanyasa của hạnh sa môn. Của hạnh sa môn. Hô tí là thì là. Hô tí là thì là. Vậy thì câu Phật ngôn 20 cho chúng ta ý nghĩa. Nếu là người giàu đang nói ít về kinh điển mà có sự hành trì thuần pháp đối với giáo pháp, sau khi từ bỏ dục sân hận và si mê, có sự nhận thức đúng đắn, có tâm khéo được giải thoát, trong khi không chấp thủ đời này và đời sau, người ấy được hưởng phần sa môn hạnh. Hello. Nếu là người giàu đang nói ít về kinh điển mà có sự hành trì thuận pháp đối với giáo pháp, sau khi từ bỏ ái dục sân hận và si mê, có sự nhận thức đúng đắn, có tâm khéo được giải thoát, trong khi không chấp thủ đời này hoặc là đời sau, người ấy được hưởng phần sa môn hạnh. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: Ý thông kinh luật mặc dầu, nếu chuyên hành đạo, tìm câu sửa mình, sống đời chánh hành quang minh, qua miền siêu thoát, vô sinh hưởng nhạc.
ít thông kinh luật, mặc dầu nếu chuyên hành đạo tìm câu sửa mình, sống đời chánh hành quang minh, quang minh siêu thoát, vô sinh hưởng nhàn. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã dịch thế này: dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, giữ phần sa môn hạnh. Dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, giữ phần sa môn hạnh. Rồi bây giờ chúng ta nghe duyên thực tại sao câu Phật ngôn 19 và câu Phật ngôn 20 cùng một duyên sự, và cái duyên sự đó như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ nghe. Khi Đức Phật ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến hai người bạn cùng xuất gia một lượt. Trong thành Sao Quá Thi, tức là thành Sao Vệ, có hai vị công tử kết bạn với nhau. Sau khi đi chùa nghe Đức Phật thuyết pháp, họ đã từ bỏ ngũ trần lục dục, cùng nhau quy ngưỡng theo giáo lý của Đức Thầy rồi xuất gia luôn. Khi mãn thời hạn 5 năm nương nhờ các vị cao tăng, các vị A Sa Lê trưởng lão, hai người bạn vị thiêu này cùng đến đảnh lễ Đức Phật và hỏi về cái pháp chủ yếu của bậc xuất gia. Nghe Đức Thế Tôn giảng rành mạch về học pháp hành, thì một vị lại nói: bạch ngài, con lớn tuổi mới xuất gia, chắc không kham nổi về pháp học, nhưng mà pháp hành thì có thể thực hành được. Và thế là vì đó đã xin Đức Phật dạy cái cách hành thiền, và gia công cố gắng tu tập, không bao lâu chứng thành quả A-la-hán với tuệ phân tích. Còn vị kia thì bạch rằng: bạch ngài, con sẽ thành tựu pháp học, cho nên sau khi lần lượt học hết các Phật ngôn thông suốt tam tạng, vị này đi đến đâu cũng đem cái sở học của mình ra mà thuyết giảng, chú giải về kinh điển, cho nên đã thu phục được 500 vị tỳ khưu là đệ tử và trở thành một vị pháp sư cầm đầu 18 cái đoàn tăng lữ. Nhiều vị tỳ khưu sau khi thọ giáo đề mục thiền định nơi Đức Phật, rồi cùng nhau đến đạo tràng của vị thiền sư nói trên để mong nương nhờ hành đạo và nhờ hết lòng vẫn giữ hành theo những cái huấn từ của vị thầy chỉ dẫn. Tất cả đều sau đó Di Tăng đến lễ vị thiền sư và bạch rằng: bạch ngài, chúng tôi muốn ý kiến Đức Bổn Sư. Vị thiền sư tiến về Di Tăng và dặn rằng: chư hiền hữu cứ đi đi và cho ta kính lời đảnh lễ Đức Bổn Sư 80 vị đại thinh văn, và hãy nhân danh ta mà vấn an đại đức pháp sư bạn của ta dùng một chút. Các vị tỳ khưu về đến tịnh xá vào đảnh lễ Đức Phật 80 vị đại thinh văn đệ tử Phật, rồi tìm đến vị đại đức chuyên về pháp học và bạch rằng: bạch ngài, thầy chỉ dẫn của chúng con có lời đảnh lễ ngài. Vị pháp sư mới hỏi: thầy của các ông là ai? Bạch ngài, đó là vị tỳ khưu bạn của ngài. Mấy lần đầu khi nhận được tin của vị tỳ khưu bạn nhắn thăm như thế thì vị pháp sư còn nhắn lại được, nhưng mà về sau hết tốc này đến tốc kia, những đệ tử của vị thiền sư cứ đem tin về mãi, khiến cho vị pháp sư không dằn được cái tâm ngã mạn. Mỗi khi nghe các vị tỳ khưu bạch đi bạch lại rằng thầy của chúng con kính lời đảnh lễ ngài, vị pháp sư mới hỏi: thầy của các ông là ai? Bạch ngài, đó là vị đại đức bạn cũ của ngài. Nghe đáp như vậy thì vị pháp sư cập vấn các vị đệ tử của bạn mình rằng: các ông đã học được những gì với thầy của ông? Có học được cái bộ nào trong tạng kinh, nhất là Trường Bộ Kinh hay không? Có học được tạng nào trong tam tạng chưa? Rồi vị pháp sư tự nói nhập thầm với nhau rằng: các ông sư này,
Chẳng thuộc nổi một bài kệ tứ cú mà cũng dám làm thầy giải người ta. Vừa xuất gia, ông ta liền thọ pháp Đầu Đà, mặc y phân tảo, ở luôn trong rừng, quy tụ cho thật nhiều đệ tử. Để khi nào ông ta giáp mặt, ta sẽ chất vấn ông ta vài câu mới được. Sau đó một thời gian, vị thiền sư trở về đảnh lễ Đức Phật, rồi ghé qua gửi y bát của mình nơi vị pháp sư bạn cũ. Sau khi đảnh lễ thỉnh an Đức Phật và 80 vị đại trưởng lão, vị thiền sư về chỗ ngủ của vị pháp sư. Cái vị pháp sư này chào đón bạn của mình đúng theo pháp của một vị trụ trì đối với khách tăng. Xong rồi mời ngồi ngang hàng. Trong bụng mới tính thầm, ta sẽ chất vấn ông sư này mới được. Trong khi đó, Đức Bổn Sư biết rõ tâm lý của vị trụ trì pháp sư, cho nên ngài nghĩ rằng nếu để cho cái vị tỳ khưu này mà làm khổ con của Như Lai thì ông ta sẽ xa vào địa ngục chẳng xa. Động lòng bi mẫn, muốn ra tay để độ, Đức làm như đi quan sát xung quanh cái tịnh xá, rồi ngự ngay vào cái chỗ hai vị tỳ khưu đang ngồi đàm luận với nhau. Ngài ngự trên Phật Bảo Tọa đã được dành soạn sẵn. Thì Chư Tăng giữ lệ, thường thường trước khi mà ngồi đàm đạo bất cứ ở nơi đâu cũng phải dọn sẵn một cái bảo tọa để dành phòng khi Đức Phật ngự đến thình lình. Chính vì vậy Đức Phật ngự đến là có Phật Bảo Tọa đã dọn sẵn. Khi mà đang tọa thì Đức Phật mới hỏi vị tỳ khưu chuyên về pháp học một câu hỏi về sơ thiền, thì cái vị pháp sư này bí không trả lời được. Có nghĩa là Tasmin Akathite. Rồi Đức Phật lần lượt hỏi tiếp về các cái pháp siêu nhân Uttarimanusatham, từ nhị thiền lên đến tam thiền, tứ thiền đến bát thiền, từ thiền hữu sắc đến thiền vô sắc. Thì cái vị mà đại đức pháp sư chuyên về pháp Phật này bí không đáp được câu nào hết. Cái đó thì Đức Phật chống vấn về cái quả vị Tu Đà Vườn đạo, thì cái vị sắc pháp sư này cũng không trả lời được. Đức Phật dạy qua hỏi cái vị đại đức Lậu Tăng, tức là vị thiền sư, thì cái vị này giải đáp trôi chảy hết. Đức Phật hoan hỷ tán dương, xà thủ xà thủ. Rồi ngài hỏi tiếp về Tư Đà Hàm đạo, A Na Hàm đạo, A La Hán đạo, vân vân. Thì cái vị pháp sư không trả lời được câu nào. Còn cái vị Hán thiền sư thì mỗi câu trả lời đều rõ ràng, rành mạch. Cứ mỗi lần mà vị thiền sư đáp trúng thì Đức Phật đã hoan hỷ tán dương, xà thủ xà thủ lần hai. Và tất cả chư thiên từ quả địa cầu cho đến cõi phạm thiên, luôn cả Long Vương và Kim Sĩ Điểu đồng quang hô vang dậy, xa thủ lành thai. Đức Bổn Sư khen vị thiền sư bốn được như vậy. Sau khi nghe cái tiếng xa thủ lành thai cuối cùng, thì cái nhóm thị giả và đệ tử của vị pháp sư bất bình, than phiền, trách móc. Tại sao mà Đức Bổn Sư lại làm như vậy? Cái vị đại đức già dốt nát kia có biết gì đâu mà Đức Bổn Sư là quá khen xa thủ đến bốn lần như thế. Còn cái vị pháp sư là thầy của chúng ta, đã thuộc nằm lòng tất cả Phật ngôn trong tâm, là một vị tăng trưởng của 500 vị tỳ khưu, thì ngài chẳng có tán thưởng tán dương lần nào cả. Nghe Chư Tăng sầm xì to nhỏ, Đức Phật quay lại hỏi: Này các vị kheo, các ông đang nói cái gì vậy? Và nghe Chư Tăng xong thì Đức Phật dạy rằng: Này các vị tỳ kheo, giáo thọ của các ông đang ở trong giáo pháp của Như Lai, chẳng khác nào người một đồng chăn giữ bò cho người. Còn con của Như Lai giống như vú của đàn bò,
có thể tùy thích thọ hưởng những cấp phẩm vị ngon ngọt của con bò. Và Đức Phật đã thuyết lên hai câu Phật ngôn này để đưa ra cho bà con thấy trong hai câu thì cái câu cuối cùng này nó quan trọng hơn, nó nhấn mạnh về cái ý nghĩa kết thúc. Áp bầm vi chè sa hi tăng thà sa ma nô tham ma sa hồ ti a nô tham ma cha ri đà gần cha đồ san cha pa ha ya mô hằng sa mốc pa cha nô su vi mô ta chi tô a nô bà di ya nô i tha hòa hô rằng hòa sa pa ra hòa sa man nha sa hồ ti. Dù nói ý kinh điển nhưng hành pháp tùy áp. Từ bỏ tham sân si, tỉnh giác không giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần xa môn hạnh. Khi mà câu Phật ngôn 19 và 20 kết thúc, thì nhiều vị tỳ kheo chứng đắc thánh quả, nhất là đạo quả Tu Đà Hoàn. Và đại chúng nghe cũng được hưởng những cái phần lợi lạc. Trong duyên sự này, chúng ta thấy rằng học để độ người chẳng độ mình. Cây tài hoặc tác trí thông minh, muốn ai cũng biết qua nhiều pháp, cười kẻ không rành thuộc ít kinh. Tham dục còn thì chưa bất tử, sân si hết mới thật vô sinh. Thuyết hay hay thuyết đều vô bổ, nếu chẳng kèm theo chút pháp hành. Pháp học không tham giữ pháp hành, cần tu hành đắc quả vô sanh. Người hay cứ thuyết cho nhiều pháp, ta dở cam đành thuộc ý kinh. Phiền não thanh yên còn giác tuệ, sân si vũ sạch hết vô minh. Trần ái ai biết ta cũng chẳng muốn độ tha nhân trước độ mình. Alo, quý vị nghe rõ ha? Sà thủ, sà thủ. Hôm nay câu Phật ngôn này là một bài học để chúng ta đừng có quan tâm đến người khác mà hãy nghĩ tưởng quan tâm đến chính mình tốt hơn ha. Mình ăn thì mình no, mình khát mình uống thì mình thấy đỡ khát. Tại sao mình uống nước dùng cho người ta, tại sao mình ăn dùng cho người ta, cái đó thực tế hay không? Alo, có thực tế hay không? Cho nên cái chuyện của người ta, kể người ta. Hey Hipasiko, hãy nhìn lại chính mình. Và khi nhìn lại chính mình thì mình thấy mình dở ẹt ha. Mình thấy mình thua suốt người ta quá. Nhưng mà tại sao mà mình có cái tâm ngã mạn so sánh chi hơn thua bằng? Và đó là sanh tử khổ đau, đó là phiền não. Thì với cái câu Phật ngôn này, chúng ta rút ra một kinh nghiệm ha. Đi tu là để thấy mình, đi tu không phải để rình người ta, phải không bà con? Rồi, nếu mà phải thì chúng ta chấm dứt ở đây hả? Ai khoan, hồi nãy Huynh Châu nói trước khi chấm dứt con có ý kiến ấy còn chút ha. Alo mời Huynh Châu. Bây giờ là 6 giờ 35 phút rồi, trễ 5 phút rồi. Huynh Châu ơi, mời Huynh Châu có ý kiến. Hồi nãy thấy có tiếng chat lên. Huynh Châu ơi, Huynh Châu. Rồi mời Huynh ha. Alo, Huynh Châu trục trặc kỹ thuật gì rồi? Thôi, ngày mai gặp nói chuyện ha. Chứ bây giờ thì cũng hết thời gian rồi. Mong quý vị thông cảm. Bên những lời Phật dạy
thì chúng ta thấy tuyệt vời. Và lấy đó làm kim chỉ nam để chúng ta cảm thấy rằng trong 20 câu Phật ngôn trong phẩm song đối này, quý vị thấy câu Phật ngôn nào tâm đắc, mình có thể áp dụng để đời sống của mình được chuyển hóa cái nghiệp ác, để cho mình được thăng hoa trong cuộc sống, được an vui trong cuộc sống. Vậy thì quý vị chọn một trong 20 câu Phật ngôn này. Rồi kỳ tới chúng ta sẽ thảo luận, tức là nghỉ học một bữa. Quý vị đưa ra một câu Phật ngôn đó, rồi nói lên cái ưu, cái khuyết điểm của câu Phật ngôn đó, hoặc là quý vị trì hành theo câu Phật ngôn đó để cảm thấy đời sống của mình được an vui. Cố gắng mỗi vị trình bày 10 phút ha. Học thì phải hành chứ. Chứ còn bây giờ học cho nhiều, nghe cho sướng cái lỗ tai, rồi cũng cho quát, tức là mình học để rồi mình áp dụng cho cuộc sống của mình được sự an vui tiến hóa thì có lợi ích. Chứ còn bây giờ mà học cái gì vô đọc cho thật hay, vô kể cho du dương trầm bổng, rồi người ta vỗ tay vỗ chân ha, như vậy thì coi như lợi ích gì? Mà khi mà được khen như vậy thì ngã của mình càng lớn nữa, chán lắm, ngã nó còn té đau nữa. Cho nên quý vị coi như hãy nói lên cái nội dung, nói lên cái tâm trạng của mình khi cái câu Phật ngôn đó mình sử dụng mà thấy khoái cái chỗ nào, thích chỗ nào, cảm thấy an lạc chỗ nào. Quý vị làm được ha. Rồi thôi chúng ta kết thúc ở đây. Ete na sa cha wa che na so ti wo ho tu sa pa da. Do lời chân thật này kính dâng quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Dạ. Xin mời Sĩ Ca Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ha. Kasamudayo ariyasacang jayang tanha po nafakwika nandik raga sahagata tatatata nandikni sayyati dangka matanha fakwatanha wifakwatanha katamain cakfikakwe dukasamudayo ariyasacang Ya yang tan ha bo na fa hui ka nan di ra ga sa ha ga ta 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 fi nan di ni say ya thi dang ka ma tan ha fa wa tan ha hui fa wa tan ha ta mạnh chắc phi khắc về đúc khắc sa mu đa yo ariya sa chang ya yang tan ha bo na fa hui ka nan di ra ga sa ha ga ta 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 phi nan đi ni say ya thi đăng ca ma tan ha pháp qua tan ha vị pháp qua tan ha ca tam mạnh chắc phi khả về đúc khả sa mu đa yo ariya sa chẳng ya yang tan ha bồ na pháp quy ca nan đi ra ga sa ha ga ta 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 phi nan đi ni say ya thi ca ma tan ha pháp qua tan ha vị pháp qua tan ha ca tam mạnh chắc phi khả về đúc khả sa mu đa yo ariya sa chẳng ya yang tan ha bo na pha vi ca nan di ra ga sa ha ga ta 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 di phi nan di ni